xin chào tất cả các bạn. Đúng rồi, xin chào tất cả các bạn. Mình là không biết tên. Hôm nay đội trẻ châu xóm xối. Đang bất ổi. Bọn cháu lớp 10 mà. Bất ổi chấm muối ăn. Ôi giời ơi, ngon lắm các bạn ạ. Rồi các bạn ơi thì ăn này. Ngon lắm. Ôi giời ơi. Mình khôi cũng chấm nha, ngon không? Bọn cháu lớp 10 mà. Lớp 10 đó, 10 tuổi. Mình khôi mấy tuổi? 3 tuổi. 3 tuổi, ăn ngon không? Ôi giời ơi. Ôi giời. Đắng lắm. Rồi. Ổi chát đó. Ổi này ổi cây nhà lá vườn này, cây ổi này, có cây ổi con bằng đấy thôi mà vặt trụi quả rồi. Đây là đội trẻ châu xóm xối này. Có anh gì, anh Bao, anh Mén này. Kiến này. Dạ. Anh Hòa. Để muối lên đây, muối đâu rồi? Ba. Dạ. Xuống. Còn muối nữa. Xuống đây. Xuống đây ba. Kiến bế em cái nào? Xuống nào. Bao bế em xuống nào. Cho chân nó. Rồi. Tất dậy Bao ạ. Ngon quá nha, hấp dẫn nha. Hòa ngon không Hòa? Hòa siêu nhân còn đeo bao tay này. Hòa wow, mẹ Kiến bắt đầu khoe quả ổi ngon này. Hòa wow, mẹ Kiến có quả ổi ngon mà không dám ăn. Ăn với nào? Ăn đi. Hòa wow, ổi ngon để dành làm gì tí nữa mọi người ăn xong hết lại xin. Này ăn trước đi. Không. Bọn đây ăn xong hết, nhem nhem. Nhem nhem, thèm ăn lại xin. Lần cuối cùng không còn được ăn. Chỉ hết muối cho bạn ngồi đấy mà nhem nhem. Nhà tao có muối mà luôn. Wow, mọi người thì ăn đâu mà. Hết sạch muối mà ổi không lại được với muối. Muối này muối hào hào. Muối sương sương. Ngon không men? Có. Chẳng không có mà cắn này. Cười có đâu, cười có răng đâu. Răng không có để mà gặm ổi đâu, gặm mới khi gãy răng luôn. Răng nào? Bóng trên răng à? Đây là lại men cho xem có khác gì răng của khoai đâu. Sạch lắm. Xem mồm men này, men đen xì đi. Ôi nhìn mà ăn này mồm này. Biết hả? Chứ mẹ nó cho ăn gì đâu. Ngon không Minh Khôi? Chỉ cầm muối vô hành. Ăn xong thi đá bóng rồi. Chơi đá bóng tiếp. Mọi cháu chấp bà nói chúc. Nhau không? Xóm rất là đông con trai. Hầu như là tỷ lệ con gái rất là ít. Xóm chủ yếu là con trai thôi. Nhà trung bình 2 đứa. Xóm này trung bình đẻ 4 đứa. Đó, toàn con trai thôi. Anh em gọi anh em ơi. Còn miếng cuối cùng là wow, trời, hết rồi. Anh mén là lâu vậy, không có răng cho nên là ăn rất là lâu đúng không? Gặm mãi không được, khổ thân. Không có răng. Ôi trời ơi. Răng nào? Răng nào? Xem răng này. iPhone 13 ấy, bọn trẻ trâu nha. Đợt tiếp rồi, bọn cháu trộn treo không phải là trẻ trâu. Rồi, chào các bạn nha, đến video tiếp theo nha.